Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Kép Lê Tuyết ạ. Các bạn ơi, hôm nay Tuyết đến nhà một người thân. Trời hôm nay khá là nóng và Tuyết sẽ phát hiện một cái quạt như thế này. Ở dưới đây là ở bên Cù Lao Cồn. Cái điều kiện mình gắn máy lạnh á, để mình giải cái nóng á, thì nó không có điều kiện để mà gắn cái máy lạnh. Thì ở đây á, Tuyết thấy các cô chú ở đây là sử dụng cái quạt gắn cái bình ở đây nè, để gắn cục nước đá vô để xua tan cái nóng giữa cái mùa hè này. Tuyết thấy rất là thắc mắc, bây giờ Tuyết sẽ review thử cho các bạn thử cái hình thức này nha, để xem cái độ mát của nó như thế nào ha. Bỏ đá vô. Bây giờ mình bỏ nước đá vô nha các bạn nha. Cái điện vô bạn ạ. Chim điện vô, cái điện vô. Thôi để con xay vô nhà đi. Không, để nó đi rồi, để nó xay lên nha, mình ngồi ngoài mát luôn. Mát không? Con không biết mát không? Nó hỏi chút xíu là nó cái nhiệt bên đây nè, nút nhiệt bên đây rồi nó đưa qua đây nó thời gian quá ừ, mình có được cái máy lạnh nè nha bà con. Bà con ơi, mình có được cái máy lạnh nè nha. Quay đây nè đi. Hai cục nước đá mình bỏ vô hai cái bình này nè nha các bạn. Hai cái bình này chỉ là hai cái bình nước nước uống Pepsi bình thường thôi, là mình khoét những cái lỗ ở đây nè. Đó, là mình cột dính vô cái quạt này nè, hai bên bỏ bớt cùng nước đá vô. Thì bây giờ nước đá mình bỏ vô rồi, mình đang thưởng thức cái máy lạnh nha. Máy lạnh tự chế theo kiểu nhà quê nha mấy bạn nha. Trời ơi, mát mẻ quá hà. Trời ơi, mát quá hà. Đây cũng là một sáng kiến của nhà quê mà không có phải tốn tiền nhiều nha các bạn nha. Nhà nào mình không có điều kiện thì mình cứ làm thử cái này đi, Tuyết thấy cũng khá là hiệu quả đó. Tại vì cái cục nước đá này nó khô á các bạn, để cho nó tan nó cũng khá là lâu. Mình dặn chặt ở dưới đây nha các bạn nha, để cho nước nó không có ra nè. Rồi cái hơi lạnh từ trong đây nè nó sẽ bung ra đây, cái quạt nó sẽ đẩy qua trực tiếp mình luôn. Trời ơi, mát không? Cái mát ra không? Dạ mát. Mát hơn bình thường, mát hơn hồi nãy. Ôi, cách này thiệt là hay mà không tốn tiền máy lạnh. Không tốn tiền điện để trả tiền máy lạnh nha mấy bạn. Trời ơi, chắc ngồi đi luôn quá à. Các bạn ơi, ở nhà mình làm thử đó nha. Cái đồ này rất là dễ tìm nè. Mình lấy một cái dùi cui á, bằng sắt á, cái mình nhúng vô lửa á, cho nó nóng lên cái mình đục rất là nhiều lỗ ở đây nè. Tiện lợi lắm luôn á, mà mua đen lắm luôn á, mà thời trang luôn. Không đụng hàng luôn nha. Ồ ơi nó mát kìa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Tuyết nha. Hy vọng là các bạn sẽ thích clip này và tặng cho Tuyết cái nút subscribe kênh ở dưới đây nha các bạn nha. Cái nút đăng ký kênh màu đỏ ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn.